cô chú anh chị những nhiều cây. Hai bác cháu đang làm cái cây xanh. Cây xanh rất đẹp, mua của chú Hùng ở trên Hà Tây ấy. Đấy thì chú ấy giờ đang mải mê làm cò đất rồi, chả thích cây cối nữa. Thì cái chỗ này phải đục đi. Đấy thì trước vào thấy cốt này vứt hoang ngoài vườn tiếc quá. Về để làm. Giá nó cũng tất nhiên nó không phải rẻ nhưng mà cảm thấy thích cái dáng này về để làm. Thì chia sẻ với bác đấy, cho bác mẫu đấy, cho bác so sánh là biết nó to cỡ nào, to và lùn. Đấy. Từ mặt chậu lên chắc không được 1 mét. Tầm 70, 80. Đấy. Rất đẹp. Mặt bên kia thì nó khuất cái tường quá nhưng mà không nhìn được nhưng mà đây, ngày xưa mà chăm bẵm cây này thì nó cũng đẹp lắm ấy. Nhưng đấy, bác nhìn này. Vừa mới vặt lá ngày trước tùm vừa nãy, trước khi vừa nãy đây. Tùm. Mọc rối rắm lung tung ở giữa cả những đoạn vào dây cũng chưa tháo đi. Từ ngày thời thủa nào cây nó rạc đi và nó mọc gần như tự phát ấy. Bây giờ các cháu tính làm lại cây này để ngon nghè sau này chơi cho nó sướng. Để tí vặt lá tiếp quá, vặt tiếng ngồi rồi. Để vặt nốt một tí nữa tỉa xong rồi quay các bác nhé. Bây giờ không có thời gian để nó quay. Tưới tí nước vâng. Cái này thì hơi tốn nhiều. Xung quanh. Đấy. Sau bấm lại những cái chân này sau nó khỏe, nó phun ra như dễ mới, khỏe lắm. Phải có cái đục sắc. Đấy, ngon đấy, nhìn như con trâu nhìn. Rụt rịt. Tiếc mỗi tội là bỏ hoang lâu quá. Xong rồi ấy, bây giờ ông Lương ạ. Bồi thêm ít đất vào đây. Xong rổ hết quả đi này. Không. Xong rồi dòng ấy, dòng mùi tây. Mùi tây. Cho bay cái này gì, cho bay cái này gì. Ra. Cái sơn này thì bón vào trong thoải mái. Cái phân này. Phân này anh mua đâu đấy? Ở đây lát nữa lên trên kia đầy này. Cái này mua ở nhà Thắng Hoàn đúng không? Ừ. Thắng Cương. Đúng là cái loại bón thoải mái không công suất đây đúng không? Đúng rồi. Thắng Cương phải không? Hả? Thắng Cương phải không? Đúng rồi. Là phân hữu cơ. Lát nữa lên làm một ít. Cho hết chỗ này nhé. Thoải mái đi. Cái này phải hết cả nửa tải. Cây này đói ăn bao nhiêu năm rồi. Khoan hút xương thì tí rời. Phải tự ăn thịt nó, tự ăn bằng lá nó. Đấy. Tỉa sơ sơ. Nhưng mà mấy hôm sau phải... thì ông tưới vừa rồi nó lại trôi hết. Chỉ phun xương thôi bác. Không, cái này chả. Sao phun vừa cái này không thả nước nên kệ chả phải phun nước. Phun xương thôi gì? Là phun cho nó ẩm ẩm nó lại mất hết cái. Bao giờ mà cỏ này nó xanh ngắt cứ đều, lúc nào cũng thấy nó mướt mát thì là chuẩn, nước chuẩn. Đó, mặt này. Sau rồi bấm lại mấy cái đầu bệ này, nó phun là nó khỏe. Đấy. Đó, thì đó nha, con xanh quê đây. Xanh quê nhưng xanh quả. Xanh quả rất nhiều nha. Ôm hòn đá, tay này ôm hòn đá ngày xưa. Đá tấm thủy. Cái bệ bên này sau phải làm, những cái này có thể sẽ bỏ đi. Cọc cũng lại tiền, đoạn bên này nữa. Thấy cái chân này đâu, mấy cái chân này đâu. Đấy. Đoạn này sẽ cần thiết sẽ cho đi. Rất tiếc là bị bỏ hoang mà ngày xưa vào dây những cái tay này hiểu. Không sao. Đấy, bác nhìn thấy lá rất khỏe. Bật hơn tiếng đồng hồ ba người mới hết được. Ngày xưa là hoàn toàn cắt chuyền giật vết sẹo, toàn cắt giật đây, cắt giật ngày xưa chỉ ông làm tán là ông ý bẻ dây thôi chứ toàn cắt giật hết đấy. Cây này chính là cốt ngày xưa là chủ cũ, là chủ xưa lắm là toàn cắt giật ấy. Nhưng mà ông là làm tán là ông ấy có vào dây. Sao
vào đây hơi thuận tệ, không phải thuận tệ mà ông sở hữu tiếp theo thì ông ấy không dễ, bây giờ cũng không chăm sóc dễ mua luôn từ đằng cái nhà trong kia ra vào lối đâu không đợi cũng mua cái áo đấy bán à. Mua cái đất thì nhà tôi không, mua cái đất thì dựng đẹp không? Mua mình cái ao quá đẹp, rất lùn. Mà bán được cái ao thì cứ bên trong được, nhưng mà không ai cho, không ai được. Đang thả cái này này, nó bị rất lâu không ai động vào, xong rồi xóm gần rất tiếc. Cây này mà được tỉa tót nhiều rồi thì nó mượt lắm, cốt nó đẹp, cốt nó đẹp. Ngày xưa tôi rất thích cái cây này. Từ ngoài đường ngày nào cũng ngắm, ngày nào đi làm đi qua ngày nào cũng ngắm vào, chỉ vì cây này đấy, chỉ vì cây này. Nhưng mà nói cho mua được cái ao ấy bây giờ mà nó ốp sắt, không lấp thì để không lấp thì nó gì, nhưng mà không lấp cải tạo lại sao, cải tạo xong để nuôi cá nó kia. Mua được cái ao thì đặt liền cả cái khu đất trên từ đấy lại đến đấy, nhưng mà nó không bán. Ok, rồi hồi tấn nó bán đấy không thì cái vành của nó. Nhờ cái bán hộ đấy mình, nhưng mà lúc đó bà ấy bà nhỉ. Như vậy sẽ lên. Thế bán thế cái chỗ này của mình dọc cứ tì hết. Ba đang tành. Xong rồi chia. Tành 1. Tành 1 này. Tành 2. Tành 3. Tiến chắc sẽ làm cây ngũ phúc thôi. Cây ngũ phúc. Cái gì đấy? Ừ. Giật cái bông ra giữa này nhớ, còn một cái là nó đấy, còn cái giống ư. Thế còn này không mang cái bộ đục về bấn lại những cái đầu ngọn đầu chân này để cho nó khỏe và bón. Đây, bón được rồi, bấn lại đầu chân cho nó hút, sau phun ra những cái rễ mới, bỏ cái rễ này đi, làm một số cái điểm bền. Đấy, nhìn vào chiều không khác hoàn toàn đâu. Ở nhà mà có lên đấy cũng chỉ một tiếng. Lên đấy chỉ một tiếng. Cái này nó mới thủy. Tấn nó vừa cắt. Con trực cũng gớm nhạo gì mà. Chưa hoàn thiện. Cái bể trên nước kiểu gì cơ. Trong nó mới cắt đi. Ôi giời. Cái kia cái cây con trào nhỉ. Chiều xong tan cái bọn cây cảnh lượn với nhau từ nhà này đến nhà khác. Đấy bây giờ đang vực lại nên cây cảnh nước nhà. Tán cối nhau xong bắt đầu lên giá cây này bao nhiêu là tự nhiên rồi. Lên. Chỉ có lo mà in tiền mà vào cây thôi. Không à? Đấy, nếu mà mua thì tao chỉ đỗ cho mua. Chú lại phòng chứ. Không. Gì? Sùng. Không, Phan Văn Vĩnh thì bán để lấy tiền chạy án. À, Phan Văn Vĩnh á? Ờ, người nhà bán thôi chứ ông bán sao được. Ghê quá. Định cho lên thì vỡ mồm. Vâng. Cho lên thì vỡ mồm. Là sao ấy? À đấy còn cái xi kia nữa, xi hoàn tráng. Sung à, nhiều quá chưa? Sung nhiều quả thế. Sung kia nhiều ra, bắt đầu ra nhiều quả. Đấy. Đấy, con này. Con này phải ra như đoá như con kia thì làm. Ngồi. Ôi mà cái cây sung mà nó to mà sau nó rụng ra thì kinh lắm.
nhiều quả nó rụng như sung mà. Sung thì nó hay có nhiều ruồi. Người ta muối cắt lắm. À vâng, cái đấy thì không. Người ta mua muối. Đấy, có cái si trực này rất giá trị. Rất cổ, rất giá trị. Thân thiết các bệnh. Cổ mà rất khỏe. Thân thiết các bệnh. Bệnh dính. Rất khỏe. Rất trực. Cao tầm là mét rưỡi. Ra. Bên nào anh? Bên kia là cây nữa. À, bên bên chỗ nhà thờ này gì? Đấy, chốt lại cây này cái. Đấy, cứ phun sạch sạch tí nhìn sướng, vừa nãy bụi bặm. Cây này thì thả. Cây này là phun vỡ, bây giờ có 500.000 quá, mua không? Nhưng mà gặp nhiều người thích thì tiền nó lại dễ. Đấy, tao đơn xin ông chia cho. À đấy. Bây giờ là cái cây này là bây giờ nếu mà định để anh ấy mạnh dạn cắt. Cắt thu lại cũng được, cho nó ngắn. Đấy là một. Thì thứ hai là không được vung quát thế này. Đấy, mà nếu mà để chơi chậu ấy. Còn thế này chỉ làm bóng mát thôi. Dễ. Thu bây giờ thì các bác không chơi không chờ được, mất bóng mát các bác là các bác không thích rồi. Không, ông bảo là bác hai bác ở đây này. Ở đây, xong chưa?